Anh em ức chế với deadline, lương vừa về lại không còn một xu dính túi, cảm thấy khủng hoảng, stress với thế giới loài người. Đừng lo, vì top phim truyền động lực sau đây sẽ bơm thêm sức mạnh, năng lượng tích cực hay thậm chí là thay đổi cuộc đời cho những tâm hồn đang liêu xiêu. Chào mừng tất cả anh em đã cùng Mercine đến với top phim truyền cảm hứng hay nhất mọi thời đại. Ngay bây giờ, bật chế độ bay lên, enjoy cái moment này nhá. Và xin lưu ý, đây chỉ là sản phẩm research dựa trên những kiến thức về điện ảnh nên sẽ mang tính chất tham khảo và thảo luận thiện lành thôi nha. Đứng đầu trong top này không thể thiếu sự góp mặt của Mưu Cầu Hạnh Phúc đến từ đạo diễn Gabriele Muccino. Bộ phim tiểu sử Mỹ dựa trên câu chuyện có thật của Chris Gardner, triệu phú chứng khoán trong quá khứ, đấu tranh với tình trạng vô gia cư. Sự tham gia của tài tử Will Smith cùng con trai ruột Jaden Smith đã xuất sắc khắc họa hành trình tìm kiếm hạnh phúc của những người bên lề xã hội. Nhân vật chính là một gã đàn ông da màu thất nghiệp, không có nổi 5 đô trong túi, không nhà cửa, bị vợ bỏ, sống trong cảnh gà trống nuôi con. Hai cha con đã từng ngủ trong nhà vệ sinh công cộng, bị tạm giam, hắt hủi. Nhưng bằng sự nỗ lực, niềm tin cuối cùng đã thành công và tìm được hạnh phúc. Tôi đoán là anh em sẽ nghĩ sao tên tiếng Anh của phim này có gì đó kỳ kỳ. Đấy, mấu chốt là như thế đấy. Chris Gardner chia sẻ, đó chính là tên của nơi đã chăm sóc con ông ngày trước và cũng theo nhà làm phim, không có định nghĩa nào là hoàn toàn chính xác để miêu tả hạnh phúc. Mỗi người chúng ta sẽ có một khái niệm riêng, miễn là cảm thấy hài lòng. Mưu Cầu Hạnh Phúc cũng có cho mình những câu thoại để đời. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. You got a dream, you got to protect it. Một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn là Nhà tù Shawshank. Mercine tôi đã giới thiệu là phải chất lượng vì đây cũng là bộ phim có điểm số IMDb cao nhất mọi thời đại dựa trên tiểu thuyết của Stephen King, Rita Hayworth và Shawshank Redemption. Phim xoay quanh câu chuyện về Andrew, nhân viên nhà băng, một mực cho rằng mình bị oan sau án chung thân. Tại nhà tù Shawshank, thế giới ngầm của các phạm nhân, sự hà khắc, xung đột hệ thống quản giáo bắt đầu được hé lộ. Làm quen với tay quản lý chợ đen Redding, Andy dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Song kế hoạch lớn hơn việc tồn tại ở nhà tù này đang được anh suy tính. Qua con mắt và lời kể của Redding, cuộc vượt ngục vĩ đại này cũng dẫn đến một cái kết bất ngờ. Người ta vượt ngục là chuẩn bị đến tận 20 năm đấy anh em ạ. Còn ngẫu hứng 5 lần 7 lượt như là triệu quân sự nhà ta thì tôi thua. Nhà tù Shawshank mang đến thông điệp về sức mạnh của hy vọng. Nỗi sợ có thể giam giữ bạn, nhưng chính niềm tin sẽ đem đến sự tự do và những điều phi thường. I guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living, or get busy dying. Sâu sắc như vậy mới là phim chứ. Còn nếu anh em muốn phim vừa ý nghĩa lại vừa hài hước thì sao? Thì Mercine tôi chiều chứ sao? Ba chàng ngốc lại quá ư là hợp lý. Phim chuyển thể từ tác phẩm hư cấu nổi tiếng Five Point Someone của tác giả Tristan Bagat kể về ba người bạn thân cùng học tại Học viện Cơ khí Hoàng gia. Tác phẩm xoáy sâu đả kích những áp lực xã hội dưới hệ thống giáo dục Ấn Độ, được kể theo hai cốt truyện song song. Đặc biệt, Ba chàng ngốc còn là sự kết hợp của những sáng chế có thật tại đất nước này. Yên tâm là bộ phim này sẽ không có nhịp điệu slow dai dẳng như là Cô Dâu 8 tuổi đâu, mà sẽ đem đến cho các bác một góc nhìn rất khác, chân thực, cổ vũ tinh thần trên hành trình chinh phục ước mơ. Tuổi trẻ mà, thích thì nhích thôi. Are engineering chhod aur wildlife photographer ban. Wo kaam kar jisme tera talent hai. Cuộc sống này càng xô bồ thì lại càng ít người tin vào những điều kỳ diệu. Đối mặt với những kẻ khổng lồ sẽ làm anh em thay đổi suy nghĩ đó. Phim thuộc thể loại tình cảm kể về huấn luyện viên Christian, giáo viên bóng bầu dục trong trường trung học Eagle Shiloh của Mỹ. Trong 6 năm huấn luyện, Grant Taylor chưa bao giờ dẫn dắt đội bóng của mình chiến thắng và chính ông cũng phải đối diện với nhiều áp lực từ gia đình, cuộc sống đến ngờ vực bản thân. Sau cùng, ông đã sử dụng đức tin bất tử để chiến đấu với gã khổng lồ của sự sợ hãi và thất bại. Những trận chiến cuộc đời không phải lúc nào cũng thuộc về những kẻ mạnh. Nhưng sớm muộn thì những người chiến thắng là những người nghĩ rằng mình có thể. Đối mặt với những kẻ khổng lồ, truyền động lực mạnh mẽ cho người xem về tinh thần làm việc, niềm tin vào cuộc sống. Đúng như câu nói, muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được.
Ở đây có ai là fan của ngôi sao võ thuật Thành Long không nhở? Cho tôi xem cánh tay của các bác cái nào. Không thể bỏ qua cậu bé karate đâu nha. Đây là một bộ phim võ thuật do Mỹ và Trung Quốc hợp tác sản xuất năm 2010 và cũng là phiên bản làm lại từ một tác phẩm cùng tên năm 1984. Quá là hoành tá tràng luôn. Tác phẩm kể về Dree Parker, cậu bé 12 tuổi, mồ côi cha ở Detroit, Michigan, nhưng phải cùng mẹ chuyển đến sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Môi trường thay đổi làm cậu bé bị đám bạn bè côn đồ bắt nạt. Chúng còn cho cậu một trận và phải nhờ đến ông Hán, bậc thầy Kung Fu cứu giúp để huấn luyện. Lý sư phụ đã dạy võ, bắt Dree tham gia giải đấu Kung Fu với mục đích tự vệ cho chính mình. Phim không chỉ đề cao tinh thần thượng võ mà còn là bài học về tình bạn đẹp của lứa tuổi học trò. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là ngã ở đâu thì chai mặt ở đó. You have taught me a very important lesson, Xiao Dree. Life will knock us down, but we can choose matter or not to get back up. Anh em biết khoảnh khắc quê nhất cuộc đời là gì không? Là khi mà mấy đứa nhỏ ngoài kia cứ chém ngoại ngữ lem lẻm ra, còn mình thì chả hiểu cái gì cả. Vậy nên, ông nào mà đang cần động lực học tiếng Anh thì hãy xem ngay bộ phim Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ bản Ấn Độ đi nhá. Aapko pyar karne lagte hain to wahi purani zindagi nayi lagne lagti hai. Achhi lagne lagti hai. Phim khá giống với tác phẩm từng giành giải Oscar cho phim hay nhất năm 2011, The King's Speech, cùng kể câu chuyện về những con người khiếm khuyết trong giao tiếp, vượt lên bản thân nhưng lại mang màu sắc hài hước và tươi tắn hơn. Tiếng Anh Là Chuyện Nhỏ đánh dấu sự trở lại của Sridevi, một trong những nữ diễn viên vĩ đại nhất của điện ảnh Hindi sau một thập kỷ vắng bóng. Gần 50 tuổi nhưng lối diễn, gương mặt của bà vẫn rất hút hồn và mê hoặc người xem. Har kisi ko awwal number chahiye. Doctor, engineer, management, isse kam to bardasht hi nahi. 95.5%, 95.6%, 95.7%. Isse kam to gaali ke barabar hai. Har bacche ki apni khoobi hoti hai. Apni kabiliyat hoti hai, apni chahat hoti hai. Nhức nách chưa? Đó là câu thoại đỉnh cao đến từ vị trí của cậu bé đặc biệt. Spotlight chủ đề hôm nay xin phép được nhường cho đất nước Ấn Độ. Phải nói không làm thì thôi, chứ mà đã làm ý thì là đỉnh của chóp. Phim kể về cậu bé 8 tuổi Ishan. Mặc dù là thần đồng hội họa, nhưng với thành tích học tập thấp kém thì ba mẹ lại quyết định gửi cậu vào trường nội trú. Ishan gần như rơi vào tình trạng tự kỷ do phải xa gia đình, sống trong sự kỳ thị của mọi người cho đến khi gặp được thầy giáo. Thầy đã giúp cậu bé trở lại với đam mê và gia đình của cậu cũng dần nhận ra được tài năng cũng như là ủng hộ Ishan. Vậy cho nên dẹp bỏ cái suy nghĩ là mình vô dụng đi anh em ạ. Chẳng qua là các ông chưa khám phá ra điểm có dụng của bản thân mà thôi. Điện ảnh Thái Lan được nhớ đến nhiều với những bộ phim kinh dị LGBT, nhưng ở chủ đề về tiểu sử, họ cũng làm rất tốt. Nổi trội trong số đó phải nhắc đến Thiếu Niên Bạc Tỷ, kể về câu chuyện có thật của cậu nhóc tên Top. Từ một cậu bé nghiện game, nhanh chóng giúp gia đình trả khoản nợ tương đương 24 tỷ Việt Nam đồng và trở thành tỷ phú ở tuổi 23. Đấy, Messine tôi nói làm giàu không khó đâu, quan trọng là có gan. Nếu ai yêu thích kinh doanh, có ý định khởi nghiệp thì xem ngay đi nhá. Tôi luôn thắc mắc về cách vận hành của thế giới ông trùm Google các ông ạ. Và điều đó cuối cùng cũng được giải đáp ở Thực Tập Sinh. Với sự tái hợp của hai danh hài Owen Wilson và Vince Vaughn kể từ sau Những Kẻ Quấy Rối Hôn Lễ vào năm 2005, lần này chúng ta sẽ được đại náo bản doanh Google với hành trình xin việc gian nan của nhân vật Billy và Nick. Tác phẩm mang những thông điệp ý nghĩa về tình bạn, sự tự tin vào bản thân cũng như là tầm quan trọng của làm việc nhóm. Hãy tin rằng nếu được khai thác đúng cách, ai rồi cũng sẽ tỏa sáng. I'm saying life is that station wagon, all right? And yeah, sometimes it's gonna throw you through the windshield, crack your skull wide open, maybe even break your heart. Cuối cùng, nằm trong top 10 này là bộ phim Mạng Xã Hội do Mỹ sản xuất năm 2010, nói về sự hình thành của mạng xã hội Facebook. Ở đây mà có ai không biết Mark Zuckerberg thì thôi, mình nghỉ chơi Facebook đi anh em nhá. Qua hình tượng nhân vật thanh niên tốt nghiệp đại học Harvard, ngoài 20 tuổi đã trở thành tỷ phú, nhà sáng lập mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Câu chuyện còn mang đầy đủ chiều sâu và tính chân thực về mối quan hệ giữa tình bạn, tình yêu và sự phản bội. Bạn không thể có 500 triệu bạn bè mà không có một vài kẻ thù. I froze the account. You think we were gonna let you parade around in your ridiculous suits pretending you were running this company? Sorry, my Prada's at the cleaners.
tôi chỉ muốn nói rằng tất cả mọi chuyện rồi sẽ được vận hành theo cách của nó. Việc của anh em là cứ cố gắng và chill cùng list phim này đi. Anh em có bổ sung gì thì cứ comment ở dưới để Messine cùng tham khảo nhé. Trước khi tạm biệt, nhớ like, share và đăng ký kênh để view ủng hộ cho Messine ra nhiều video chất lượng hơn nha. Bye bye, hẹn gặp lại!